Ê bạn, tôi hỏi bạn cái này nha. Ví dụ mà một người mù á, người ta đói á, người ta phải làm sao để người ta mua đồ ăn? Ơ vậy còn người ta khát nước thì người ta làm sao? Ủa bị mù chứ có câm đâu mà không nói được mà phải diễn.